Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với em nha. Thì hôm nay thì em lên sóng cho các bác là một bộ chiếu ngựa của gỗ EQ. Thì hiện tại cái bộ này thì nó dài là 2,56 m và chiều rộng là nó rộng 1,70 m và dài là 19 phân nha. Đó, hàng này vân rất là đẹp luôn. Nói chung là nó như vân của Ba Chi luôn. Đó, nếu mà bây giờ cái bộ này nha, nếu mà tẩy sáng thêm một xíu nữa, mình làm nói chung mình làm vân vàng vàng không khác gì Ba Chi luôn. Đó. Và cũng cũng vì là cái dòng gỗ này nó rất là giống Ba Chi nha, nên là cũng rất là nhiều cơ sở khác người ta cũng hay bán giả gỗ Ba Chi rất là nhiều. Nhưng mà một khi đã giả gỗ gõ Ba Chi thì người ta sẽ bán từ 100 mấy tới 200 triệu cho một cái tấm này là bình thường. Thì tại sao lại 100 mấy tới 200 triệu? Thì tại vì là cái tấm này á, nó kích thước là 1,70 m đó. Nếu mà hàng Ba Chi mà kích thước một tầm thế này nha, nếu mà hàng một tấm mà đẹp như thế này nha, giá nó tầm 100 mấy tới 200 triệu là rất là bình thường luôn đó. Nên là khi các bác mua hàng á, thì khi các bác mà mua hàng của gõ Ba Chi á, thì các bác cũng nên tham khảo kỹ trước khi mua đó. Còn như cái bộ này á, bộ này hiện tại em đang bán với giá là 72 triệu là bao ship cho các bác nha. Hàng này là hàng chưa có bêu màu nha, hàng này rất là đẹp luôn đó. Vân này là vân tự nhiên hết cho các bác nha. 1,70 m, dài 19 phân, dài là 2,56 m. Đó, các bác có thể, nếu mà các bác nào á, nếu mà kết bộ này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số Zalo luôn. Em sẽ quay video trực tiếp cho các bác xem hàng nhé. Đó, này, quay xa lại cho các bác xem nhé. Hàng này là hàng chuẩn bìa, không tim, không phổi gì hết nha. Đó, về cái chất gỗ này nha. Nếu mà các bác bây giờ các bác mua về các bác để trong nhà, người ta vào hỏi các bác bảo gỗ gõ Ba Chi, người ta cũng không bao giờ biết là gỗ gõ EQ đâu, tại vì cái tấm này vân nó rất là đẹp luôn đó. Về cái dòng gỗ này thì nó tương tự như của gõ Ba Chi luôn nha các bác đó, nên là những các bác nào mà am hiểu về gỗ lắm thì các bác mới biết là dòng này là dòng gỗ gõ EQ nha đó.